Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Quy trình sản xuất hiện đại, khép kín, phối thức những sản phẩm chuyên biệt, chất lượng cao. Hệ thống bồn trữ lượng lớn đảm bảo giá thành ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Vocarimex, chuyên gia cung ứng dầu thực vật nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sử dụng dầu thực vật. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Đồng hành hàng Việt. Kính thưa quý vị, mỹ phẩm không chỉ là công cụ giúp cho chị em phụ nữ cũng như cánh mày râu chăm sóc sắc đẹp của mình. Bên cạnh đó, đây còn là những sản phẩm có liên quan mật thiết đến sức khỏe của người tiêu dùng. Với nội dung của chương trình Đồng hành hàng Việt ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn về việc các doanh nghiệp nội địa của chúng ta với những thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam uy tín và chất lượng đã tận dụng điều kiện này như thế nào để xây dựng lòng tin ở người tiêu dùng. Chương trình của chúng ta gồm một số những nội dung chính như sau. Mỹ phẩm Việt chinh phục người tiêu dùng nội địa. Nâng tầm thương hiệu phở Việt. Du lịch miền Trung qua ẩm thực. Và mở đầu chương trình như thường lệ, chuyên mục bản tin doanh nghiệp sẽ mang đến cho quý vị khán giả một số thông tin nổi bật liên quan đến các doanh nghiệp hiện nay. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 tới đây, tại 24 tuyến đường thuộc các quận 1, 5 và 10 thuộc thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để đổ ô tô. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn quận 1 sẽ có 13 tuyến đường, quận 5 có 5 tuyến đường và quận 10 có 6 tuyến đường sẽ áp dụng hình thức này. Mức phí áp dụng từ 20.000 đến 25.000 đồng mỗi xe cho giờ đầu tiên, thay vì chỉ 5.000 đồng mỗi giờ như trước đây. Với những xe đậu liên tiếp trong 5 giờ, mức phí phải đóng sẽ lên tới 170.000 đồng mỗi xe. Loại phương tiện được phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí là ô tô từ 4 đến 16 chỗ hoặc xe tải từ 1,5 đến 2,5 tấn. Để tạo sự linh hoạt trong việc thanh toán chi phí so với trước đây, người sử dụng dịch vụ có thể trả phí đậu xe bằng cách nhắn tin về số 1008 hoặc thanh toán qua ứng dụng My Parking trên thiết bị di động thông minh. Dự kiến, đến quý 1 năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức đấu thầu dịch vụ thu phí cung cấp công nghệ. Ở giai đoạn bắt đầu, Ủy ban Nhân dân các quận 1, 5 và 10 sẽ bố trí nhân sự tại những điểm đoạn đường có đậu xe để hỗ trợ, giám sát lái xe đậu đúng vị trí quy định. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng tiêu thụ xăng E5 trong 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố, mặc dù có tăng nhưng không cao, chỉ khoảng 8-9%. Cho đến nay, xăng E5 mới chỉ đạt tỷ lệ khoảng 42%. Trong khi mức tiêu thụ xăng A95 áp đảo với 58%. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 538 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, 475 cửa hàng có kinh doanh xăng E5. Tổng sản lượng tiêu thụ bình quân toàn thành phố của xăng E5 là 44.730 mét khối mỗi tháng, chiếm 26,79% tổng sản lượng cung ứng xăng toàn thành phố, so với con số 6,7% tổng sản lượng cung ứng cùng kỳ năm 2017. Thì năm nay, mức tiêu thụ của loại xăng sinh học này đã có mức tăng vượt bậc. Tuy nhiên, do tỷ lệ tiêu thụ xăng A95 của người tiêu dùng cũng tăng cao, do đó xăng E5 vẫn chiếm con số khá khiêm tốn trong tổng lượng xăng tiêu thụ. Một trong những nguyên nhân để đa số người tiêu dùng vẫn lựa chọn xăng khoáng RON95 thay vì xăng sinh học E5 vì mức độ chênh lệch về giá giữa hai loại xăng này chưa đủ lớn. Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2018, nhiều triển lãm diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ là điểm mua sắm thu hút người tiêu dùng. Cụ thể, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 năm 2018 tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược 2018 do Bộ Y tế và Bộ Công Thương chủ trì sẽ trưng bày sản phẩm trong nhiều lĩnh vực như máy móc, thiết bị y tế, dược phẩm, máy móc chế biến và đóng gói dược phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Triển lãm sẽ là nơi để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của mình một cách hiệu quả đến đối tác cũng như người tiêu dùng. Tiếp đó, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2018, triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm và đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến bao bì thực phẩm và đồ uống 2018 cũng được tổ chức tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm thuốc.
với mức giá ưu đãi từ doanh nghiệp. Cuối cùng là hội chợ triển lãm thủy sản quốc tế lớn nhất Việt Nam, Vietfish, diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018. Với khoảng 350 gian hàng, triển lãm sẽ giới thiệu nhiều mặt hàng như tôm, cá ngừ, cá biển, ghẹ, mực, nước mắm, hàng khô, thực phẩm phối chế, cùng các hoạt động đa dạng như biểu diễn nấu ăn, dùng thử sản phẩm thủy sản Việt Nam, ra mắt các sản phẩm mới và một số hội thảo chuyên ngành thủy hải sản. Người tiêu dùng sắp có cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm may mặc dành cho nữ giới với mức giá chỉ từ 80.000 đồng và 230.000 đồng khi thương hiệu thời trang Gumac triển khai chương trình khuyến mại nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập. Cụ thể, từ ngày 4 tháng 8 năm 2018 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018, thương hiệu này sẽ áp dụng chương trình giảm giá cho tất cả các mặt hàng, bao gồm cả những sản phẩm thuộc bộ sưu tập mới mang tên August Story tại các cửa hàng thuộc hệ thống của doanh nghiệp. Và website của đơn vị đều áp dụng chương trình khuyến mại này nhằm giúp người tiêu dùng ở các tỉnh thành trên cả nước có cơ hội mua sắm sản phẩm với mức giá ưu đãi trong dịp này. Gumac là thương hiệu thời trang công sở thuần Việt được thành lập năm 2015. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, doanh nghiệp này tập trung vào các thiết kế theo xu hướng thời trang quốc tế, được trao chuốt trên từng đường cắt may của sản phẩm. Hiện doanh nghiệp đã phát triển được hệ thống 50 cửa hàng trên toàn quốc. An toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ được chú trọng trong bếp ăn gia đình mà còn được các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là những đơn vị có các khu công nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực chế biến xuất ăn công nghiệp. Theo đó, việc lựa chọn đối tác cung cấp dầu nguyên liệu cho các bếp ăn công nghiệp cũng được chú trọng hơn, tập trung hướng tới những đơn vị hoạt động lâu năm trong ngành, được cả thị trường trong nước và quốc tế đón nhận. Tại Việt Nam, một trong số ít doanh nghiệp nội địa đáp ứng được những tiêu chí này là Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocadimex, đơn vị có khả năng cung cấp cho thị trường 130.000 tấn dầu tinh luyện các loại và 120 tấn dầu thành phẩm trên năm. Có sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Việc lựa chọn những đơn vị cung cấp dầu ăn nguyên liệu uy tín và chất lượng như thế này sẽ góp phần nâng cao chất lượng các suất ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động. Tại những siêu thị như thế này, giờ đây người tiêu dùng không còn quá khó khăn để tìm thấy các loại mỹ phẩm mang thương hiệu Việt. Sản phẩm đa dạng, có sự đầu tư cả về chất và lượng đã góp phần làm gia tăng số lượng người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm này so với trước đây. Nói cách khác, doanh nghiệp mỹ phẩm Việt đang tạo được những dấu ấn tích cực đối với người tiêu dùng tại thị trường nội địa, mặc dù vẫn còn chiếm thị phần khá nhỏ. Những năm gần đây, các doanh nghiệp này cũng đã có nhiều nỗ lực cải tiến công nghệ, đổi mới về mẫu mã và nghiên cứu ra nhiều dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Bên cạnh đó, nhanh chóng nắm bắt thị hiếu tiêu dùng ưa chuộng mỹ phẩm thiên nhiên, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước để phát triển những dòng sản phẩm từ gừng, bưởi, dưa leo hay chiết xuất từ cây chùm ngây, mũ trôm. Đây cũng là nguồn nguyên liệu truyền thống của người Việt sử dụng từ nhiều thế kỷ này. Sự kết hợp giữa nguyên liệu truyền thống và công nghệ sản xuất hiện đại là yếu tố quan trọng giúp mỹ phẩm Việt ngày càng được người tiêu dùng trong nước đón nhận. Hiện tại thì tất cả những khách hàng khi mà đã sử dụng qua sản phẩm thì đều đồng ý là sản phẩm chất lượng rất là tốt. Thì những cái bạn đã sử dụng qua những cái mỹ phẩm tương tự xuất từ hàng Mỹ, Nhật thì đều đồng tình, và sau khi sử dụng những cái sản phẩm Việt Nam do Thuy Lê phân phối thì rất nhiều bạn đã chuyển sang ủng hộ cho mỹ phẩm nước nhà. Để mỹ phẩm nội địa tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường, ngoài sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp trong việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa, thì việc người tiêu dùng tự mình trải nghiệm để có đánh giá chính xác về những đổi thay của chất lượng hàng Việt hiện nay cũng quan trọng không kém. Kính chào quý vị và các bạn!
Thưa quý vị, với dân số khoảng 33 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu và tính đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 60% dân số nằm trong độ tuổi dưới 35. Chính vì vậy, Việt Nam được xem là thị trường có tỷ lệ vàng dành cho ngành làm đẹp. Tuy vậy, mỗi năm người Việt Nam vẫn chi hơn 1 tỷ đô la để nhập khẩu mỹ phẩm. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt cũng đang sản xuất được những sản phẩm tương tự với chất lượng không thua kém. Vâng, điều này được thể hiện khá rõ thông qua sự đầu tư của các doanh nghiệp vào công nghệ và thiết bị sản xuất. Ngoài cái việc là mình vẫn, cái cơ sở sản xuất của mình vẫn đáp ứng những cái yêu cầu về chất lượng nguyên liệu sản phẩm phải đúng theo những cái công thức gia truyền, thì bên Khanh sau cái nghị định 2017 của Bộ Y tế đưa ra là các cơ sở sản xuất mỹ phẩm đều phải đạt tiêu chuẩn của về quy trình sạch của Bộ Y tế, thì bên Phấn Nộ Cung đã cho ra một cái quy trình đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của Bộ Y tế đưa ra. Do đó, vào năm 2017, Phấn Nộ Hoàng Cung đã được Sở Y tế Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đạt là cơ sở sản xuất mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn. Hiện nay trên thị trường làm đẹp của Việt Nam có rất nhiều những cái sản phẩm khiến chị em cảm thấy rất băn khoăn, không biết phải lựa chọn những sản phẩm như thế nào sao cho phù hợp với làn da của mình. Riêng dòng dược mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản Sakura có một cái quy trình sản xuất khép kín và đã được kiểm nghiệm độ an toàn và hiệu quả của nó. Và hiện nay sản phẩm này đã được FDA thông qua cũng như là được Bộ Y tế của Nhật Bản cho phép lưu hành nội địa. Nhãn hàng dược mỹ phẩm Sakura có những cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên khoảng hơn 80%, nên các chị em phụ nữ có thể tìm hiểu để lựa chọn những sản phẩm Sakura sao cho phù hợp nhất với làn da của mình, vì nó có tính an toàn và hiệu quả. Thì thông thường là các chị em phụ nữ hay bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của người khác. Họ thấy người khác sử dụng sản phẩm đó và họ thấy người khác sử dụng sản phẩm đó đẹp thì họ nghĩ rằng họ có thể phù hợp với sản phẩm đó. Tuy nhiên thì mỗi một loại da, mỗi một cơ địa có những cái nhu cầu và cả cái sự thích hợp khác nhau. Để phù hợp nhất thì chỉ có phụ thuộc vào việc là chuyên viên tư vấn có cái sự hiểu biết như thế nào để cái lựa chọn đó chính xác hơn, có chuyên môn hơn. Chúng tôi đã kinh doanh nhiều năm và chúng tôi thấy thì khách hàng họ gần như phụ thuộc hẳn vào quảng cáo, và thậm chí là đôi khi có những người phụ nữ họ có điều kiện kinh tế thì họ lại chọn những sản phẩm đắt tiền, nhưng thực sự có những sản phẩm mà thương hiệu nhỏ hoặc là những thương hiệu nội địa chẳng hạn nhưng mà vẫn mang lại những cái hiệu quả tốt, thì đó cũng là một lựa chọn sáng suốt. Trong xu hướng thiên về sử dụng các loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên của nhiều người tiêu dùng như hiện nay, những nguyên liệu làm đẹp từ ngàn xưa của người Việt Nam đã được các doanh nghiệp ứng dụng khá nhiều trong sản xuất. Thưa quý vị, bản thân Phương Trinh cũng là một người tiêu dùng rất ưa thích sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Tuy nhiên, có một thực tế chúng ta phải nhìn nhận là nếu tự bào chế hay là tự tìm đến những sản phẩm, những nguồn nguyên liệu thiên nhiên thì rất hao tốn thời gian. Chính vì vậy, việc lựa chọn sử dụng những sản phẩm chế biến sẵn có nguồn gốc từ thiên nhiên luôn là lựa chọn hợp lý. Về cái yếu tố gia truyền thì bên mình có những cái đặc trưng là về cái nguồn nguyên liệu là từ thảo dược thiên nhiên. Thứ hai là cái công thức là gia truyền và bảo mật. Và thứ ba là cái quy trình để mà sản xuất ra rất là nghiêm ngặt. Để mình có thể tạo ra một cái viên phấn cần một cái khoảng thời gian rất là lâu. Và cái quy trình rất là khắt khe khi mà làm ra cái viên phấn. Đó là những cái mà yếu tố gia truyền quyết định cái sản phẩm vẫn đứng vững trên thị trường và được khách hàng tin dùng. Mình hiện tại mình đang cung cấp một số những các nhãn hàng mỹ phẩm organic, ví dụ như là chăm sóc cho mẹ khi mang thai, đó là kem chống rạn organic, dung dịch vệ sinh organic, kem chăm sóc đầu ti organic, thảo mộc chuyên chăm sóc cho mẹ sau sinh, son tắm sau sinh, lấy lại vóc dáng sau sinh. Mình có dòng hàng chuyên chăm sóc cho bé, ngoài ra thì mình có bán ăn dặm. Sử dụng nguyên liệu và công thức sản xuất mỹ phẩm truyền thống của người Việt, nhưng với công nghệ hiện đại, các sản phẩm này còn tạo ấn tượng với người tiêu dùng bằng việc đầu tư cho bao bì nhãn mác. Vâng, mẫu mã bắt mắt và nhãn có ghi đầy đủ các thông tin có lẽ là hai yếu tố rất quan trọng để giúp cho Phương Trinh cũng như nhiều vị khách hàng sẽ lựa chọn một sản phẩm là mỹ phẩm nội địa.
về chất lượng dịch vụ sản phẩm thì bên mình cung cấp sản phẩm ngay tại cái showroom của mình. Khách hàng có thể đến showroom để có thể nghe tư vấn và test trực tiếp sản phẩm trên da mặt của mình để xem mình có phù hợp với cái loại sản phẩm nào. Vì tùy từng loại da mình sẽ đào tạo nhân viên tư vấn theo đúng cái loại da của khách hàng. Thì khi đó cái hiệu quả sử dụng phấn nộn hoàng cung sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Do đó các showroom của mình đều có khắp các tỉnh thành để có thể tư vấn cho khách hàng. Đồng thời về cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của bên mình á, sau khi khách hàng sử dụng phấn nộn được một tháng thì sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện để xem da mặt của khách hàng đã tiến triển đến đâu và da của khách hàng có phù hợp hay không. Hoặc là sau khi trị được các loại bệnh về da thì khách hàng có thể chuyển qua cái loại chăm sóc da. Đó là bên mình có tất cả các bộ phận để có thể chăm sóc khách hàng sử dụng phấn nộn hoàng cung theo cách tốt nhất. Một xu hướng tiêu dùng khá thú vị trong ngành mỹ phẩm hiện nay đó là việc người tiêu dùng tự làm mỹ phẩm tại nhà. Vâng, thưa quý vị, với sự xuất hiện của các đơn vị chuyên cung cấp nguyên liệu trong ngành mỹ phẩm thì ngày nay có thể thấy là việc chúng ta tự sản xuất một thỏi son hay là một hũ kem dưỡng da đối với người tiêu dùng đã không còn quá phức tạp, có thể tự làm ngay tại nhà mà không cần đến nhiều máy móc phức tạp hiện đại. Hiện tại thì công ty chúng tôi có khoảng 600 loại nguyên liệu sản phẩm và đang tiếp tục nhập khẩu thêm rất nhiều những cái sản phẩm khác về. Đặc biệt tất cả những cái loại nguyên liệu đều được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ của các tổ chức quốc tế trên thế giới, ví dụ như là ECOSOS hoặc là USDA, đảm bảo là những cái sản phẩm này đều được sản xuất theo một cái tiêu chuẩn quy trình chất lượng cao, cũng như là không có chứa những cái sản phẩm những cái hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến làn da và sức khỏe của người tiêu dùng. Dù những nguyên liệu không quá khó tìm, tuy vậy với những người tiêu dùng cá nhân thiếu thiết bị kiến thức trong ngành mỹ phẩm thì tự làm mỹ phẩm tại nhà là một việc làm nên tránh. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta rất cần tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Có một cái trào lưu là tôi sử dụng sản phẩm handmade và tôi sử dụng sản phẩm homemade. Người ta cho rằng là với những cái sản phẩm homemade, handmade đó thì không có chất bảo quản thì điều đó sẽ làm cho làn da trở nên an toàn hơn. Thì thực sự đó là một trong những cái quan điểm không hẳn là đúng. Tôi không nói hoàn toàn đó là sai lầm. Tuy nhiên thì với một cái sản phẩm được chế tác bởi những nhà khoa học, những bác sĩ thì và được tạo ra từ phòng lab, điều đó nó sẽ gây nó sẽ tạo ra cái sự chắc chắn cho sản phẩm nhiều hơn là cái việc là chúng ta có thể handmade, homemade nó trên một cái dụng cụ nhà bếp rất là thô sơ, vì điều đó nó sẽ không có an toàn. Nếu như làn da của bạn là làn da khỏe mạnh thật sự thì cái điều đó nó không sao cả, nhưng nếu da của bạn là da nhạy cảm, da chưa từng tiếp xúc nhiều với mỹ phẩm thì điều đó nó rất là nguy hại. Những thông tin về thị trường mỹ phẩm nội địa vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tọa đàm hàng Việt kỳ này. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý khán giả chuyển đến chuyên mục thị trường tiêu dùng để cập nhật thêm một số thông tin đáng chú ý trong vấn đề mua sắm hàng hóa hiện nay. Quy trình sản xuất hiện đại khép kín, phối thức những sản phẩm chuyên biệt chất lượng cao, hệ thống bồn trữ lượng lớn đảm bảo giá thành ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Vocarimex, chuyên gia cung ứng dầu thực vật nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sử dụng dầu thực vật. Với phụ nữ Việt Nam, những nguyên liệu như dầu dừa, nha đam, trà xanh, tinh dầu thiên nhiên đã được ứng dụng khá nhiều trong việc làm đẹp. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đã đầu tư máy móc hiện đại để ứng dụng vào sản xuất, góp phần tạo nên những sản phẩm chất lượng hơn và an toàn hơn cho người sử dụng, theo đúng tiêu chí mà Bộ Y tế đã đề ra. Với nguồn nguyên liệu phong phú này, thương hiệu mỹ phẩm Zoco đã nghiên cứu và giới thiệu ra thị trường các dòng sản phẩm chăm sóc da cho phái đẹp. Qua kiểm nghiệm của Bộ Y tế, các sản phẩm do đơn vị sản xuất đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, không có hóa chất độc hại,
và có tác dụng bảo vệ làn da người sử dụng. Trong đó, dòng sản phẩm chăm sóc da chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên do đơn vị phân phối hiện nay như dầu thực vật, bột ngọc trai được thị trường đánh giá cao. Sản phẩm không chỉ diệt sạch vi khuẩn và bụi bẩn trên da mà còn có tác dụng cung cấp độ ẩm, duy trì sự mềm mại, mịn màng cũng như bảo vệ da. Mỗi dòng sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp đều có nhiều mùi hương khác nhau và được phân chia theo từng loại da để người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn phù hợp. Hiện tại, đơn vị đang nỗ lực cho ra đời nhiều dòng sản phẩm chất lượng có nguồn gốc thiên nhiên. Đây cũng là định hướng để thương hiệu Việt này nỗ lực hơn nữa trong việc nghiên cứu và tạo ra những loại mỹ phẩm mới có chất lượng tốt hơn, phục vụ người tiêu dùng. Cách đây 22 năm, từ tô phở truyền thống thơm ngon, doanh nghiệp Việt đã nghiên cứu thành công và giới thiệu ra thị trường sản phẩm phở ăn liền. Không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng mà còn được nhiều thị trường quốc tế đón nhận. Hiện tại, sản phẩm phở ăn liền của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam, tức Vifong, đã được xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia trên thế giới. Gần đây nhất, món phở truyền thống của người Việt lại tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ với bạn bè quốc tế khi Vifong xác lập kỷ lục tô phở bò lớn nhất thế giới với việc sử dụng 1,35 tấn phở ăn liền, 1.200 lít nước dùng, 100 kg thịt bò, 22 kg gia vị phở, 8 kg dầu phở bò và 6 kg tương ớt. Tô phở có đường kính 2,1 mét này phục vụ được 1.963 người ăn. Toàn bộ quy trình nấu phở cần đến 55 đầu bếp đã được đào tạo chuyên nghiệp về chế biến phở. Các nguồn nguyên liệu nó đều là thuần nông sản của Việt Nam. Nhưng mà những nông sản này thì là những nông sản sạch. Đương nhiên giống như là các cái nguyên liệu mà công ty đưa vào sản xuất. Có một điểm rất đặc biệt đó là cái gì? Do cái tô phở này nó là tô phở rất là lớn. Rất là lớn. Từ cái lúc mà tô phở bắt đầu sử dụng được cho đến khi mà kết thúc được cái tô phở, nó kéo dài đến tận là 45 50 phút đồng hồ. Cái sợi phở phải thật sự là đặc biệt để khoảng 3 phút mình đã có thể là múc ra ăn được. Cái sợi phở nó vẫn mềm mại là ăn được. Nhưng mà đến 45 phút thì cái sợi phở nó vẫn đảm bảo được cái sự trơn mướt dai giòn. Thì đó là một cái điểm rất đặc biệt. Công ty đã nghiên cứu là chế tạo ra cái sợi phở. Để được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận, doanh nghiệp đã phải đăng ký dịch vụ tra cứu trước, từ đó có được các thông tin cần thiết cũng như đảm bảo tiến hành thực hiện kỷ lục đúng theo yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã đến Việt Nam để trực tiếp chứng kiến và trao chứng nhận kỷ lục tô phở bò ăn liền lớn nhất thế giới. Qua cái kỷ lục này thì Vifong cũng mong muốn đó là gì? Cái sản phẩm của Vifong nói riêng, các cái sản phẩm, các món ăn truyền thống của Việt Nam sẽ được đưa ra thế giới và cái thương hiệu Việt này sẽ là được cả thế giới đón nhận. Sự kiện xác lập kỷ lục tô phở bò ăn liền lớn nhất thế giới này được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập doanh nghiệp và công bố đại sứ thương hiệu là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Hehen Nie. Trước tình trạng thương hiệu phở của Việt Nam đang bị một số nước sử dụng, sự kiện xác lập kỷ lục thế giới lần này của Vifong sẽ góp phần khẳng định một lần nữa với bạn bè quốc tế, phở truyền thống là của người Việt Nam. Đồng thời, tạo cơ hội để phở ăn liền của Việt Nam tiếp tục vươn xa hơn nữa ở những thị trường tiềm năng khác trên toàn cầu. Bên cạnh một số cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa vô cùng phong phú, ẩm thực cũng là một thế mạnh của ngành du lịch Việt Nam khi có tới hàng ngàn món ăn đặc trưng ở khắp các vùng miền. Việc lựa chọn hình thức du lịch ẩm thực không chỉ giúp du khách được thưởng thức những món ăn mới lạ, hấp dẫn mà còn được khám phá những nét văn hóa độc đáo của người dân địa phương. Chúng tôi cảm nhận thấy là những món ăn đây có một cái hương vị như tôi nói là xa xưa, nhưng đồng thời về cái chất lượng đồ ăn thì tôi thấy nó có một cái
về cái hình thức cũng rất là đáng để thực khách tin tưởng và theo tôi chất lượng là phù hợp. Đơn cử như tại miền Trung, mảnh đất cằn cỗi vốn không được thiên nhiên ưu đãi nhiều, có lẽ vì vậy mà người dân nơi đây đã khéo léo kết hợp biến tấu những sản vật quen thuộc thành các món ăn mới lạ hấp dẫn. Đặc biệt là cùng một loại nguyên liệu, với mỗi tỉnh thành ven biển này lại có những cách chế biến để tạo thành đặc sản riêng, mang đậm bản sắc và hương vị của từng nơi. Không thể phủ nhận, đây cũng chính là một trong những điểm tạo ấn tượng với du khách khi đến đây. Cách chế biến hải sản ở nhà hàng của chúng tôi là chế biến cách đơn giản, tại vì đó là hải sản tươi sống, nếu chế biến phức tạp nhiều gia vị thì nó sẽ mất đi cái vị tươi ngon của nguyên vật liệu. Được khách hàng đánh giá là phục vụ rất là nhiều món ăn mới lạ, nhưng mà nguyên liệu thì rất là quen thuộc, ví dụ như hàu sữa xào mướp hay là gỏi rau biển, xà huyết tiết canh, bún bắp v.v. Bên cạnh những biến tấu trong nguyên liệu thì cách sử dụng gia vị cũng khác nhau giữa các vùng miền. Với người dân miền Trung, những loại gia vị được sử dụng nhiều thường mang vị cay như tiêu, ớt. Việc sử dụng gia vị này gắn liền với đời sống của người dân địa phương khi phần đông gắn với nghề đi biển. Nếu đang có kế hoạch cho một chuyến du lịch miền Trung, thì việc bỏ túi những thông tin về món ăn nổi tiếng của các địa phương này như mì Quảng, cao lầu, bánh tổ, bánh ít lá gai, bánh canh chả cá, mực bột nắng, v.v. là không thể thiếu đối với bất cứ du khách nào. Quý khán giả thân mến, dường như câu hỏi kỳ trước của chuyên mục Qua Việt Hàng Việt, chương trình Đồng hành Hàng Việt không thể làm khó được những vị khán giả đã luôn dành sự quan tâm yêu mến và theo dõi sâu sát nội dung của chương trình Đồng hành Hàng Việt. Và trước khi chúng ta công bố danh tính của hai vị khán giả may mắn, Phương Trinh kính mời quý khán giả cùng đến với đáp án của chương trình. Đáp án của chương trình Đồng hành Hàng Việt kỳ trước như sau. Phóng sự du lịch về miền lịch sử đề cập đến địa điểm tham quan ở Phú Thọ, Hà Nội và Huế. Giải nhất kỳ này đã được trao cho khán giả Lê Thị Ngọc Hiền tại địa chỉ số 215/14, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Chị Ngọc Hiền đã nhận được 2 triệu đồng và một thùng dầu ăn hảo hạng Vodka Deli. Trong khi đó, giải nhì kỳ này là 3 thùng dầu ăn hảo hạng Vodka Deli do được cộng dồn từ 3 kỳ liên tiếp, được trao cho một khán giả đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh là chị Lê Thị Hảo ở địa chỉ số 16A, cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, để trở thành vị khán giả may mắn của chương trình Đồng hành Hàng Việt, nhận được quà tặng từ nhà tài trợ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex, chuyên gia cung ứng dầu thực vật nguyên liệu. Quý vị khán giả, ngay sau khi kết thúc chương trình, hãy truy cập vào trang thông tin điện tử tổng hợp đồnghanhhangviet.com hoặc nhắn tin gửi câu trả lời về cho tổng đài 8200 của chương trình Đồng hành Hàng Việt. Phương Trinh kính chúc quý vị khán giả sẽ trở thành vị khán giả may mắn tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi rất hy vọng quý vị sẽ tiếp tục dành sự yêu mến và chia sẻ những thông tin, ý kiến, những trải nghiệm của quý vị có liên quan đến các sản phẩm Việt Nam uy tín và chất lượng. Chia sẻ với chương trình Đồng hành Hàng Việt thông qua email bbt.đonghanhhangviet@gmail.com, số điện thoại 028-2200-2714, 2200-2816. Chương trình Đồng hành Hàng Việt được sự tài trợ của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex, chuyên gia cung ứng dầu thực vật nguyên liệu, được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt, phát sóng đều đặn trong khung giờ 7 giờ sáng thứ Năm, kênh HTV7. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình thông qua website truyenthonglongviet.com hoặc đồnghanhhangviet.com hoặc kênh YouTube của chương trình Đồng hành Hàng Việt. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ sau. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này.
quy trình sản xuất hiện đại khép kín, phối thức những sản phẩm chuyên biệt chất lượng cao, hệ thống bồn trữ lượng lớn đảm bảo giá thành ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Vocarimex, chuyên gia cung ứng dầu thực vật nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sử dụng dầu thực vật.